phân bón dùng riêng cho kiện lá và Monstera. Có thể bạn chưa biết, Monstera là loài có nguồn gốc từ những khu rừng rậm nhiệt đới. Tuy nhiên, khi được du nhập vào Việt Nam, loài cây này thường được trồng trong nhà với ý nghĩa phong thủy, mang đến sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc, đặc biệt là đối với người có mệnh mộc. Nhưng để trồng được một cây Monstera sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài những yếu tố như là đất, nước thì phân bón cũng đóng vai trò quan trọng. Và đây là siêu phẩm dành riêng cho sự phát triển của kiện lá và Monstera, được sản xuất dưới dạng viên nén tan chậm với thành phần chủ yếu là khoáng đa trung lượng, amino acid đặc trưng dành cho các loại kiện lá và Monstera, giúp cây dễ hấp thụ. Sản phẩm này có công dụng chính là giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt nè, hạn chế nấm bệnh trên cây, ngoài ra giúp cây ra rễ mạnh và lá xanh và dày. Về cách thức sử dụng thì với chậu có đường kính 30cm, mình có thể dùng một lần là từ 20 đến 10 gram rải đều vào gốc chậu, sau đó cung cấp đủ nước và độ ẩm để cây có thể dễ hấp thụ. Còn riêng đối với những loại hoa và cây kiện khác, các bạn có thể dùng mỗi lần từ 15 đến lại 25 gram tùy theo kích thước chậu. Và với những sự chia sẻ vừa rồi thì hy vọng rằng với những kiến thức hữu ích này có thể giúp cho bà con và mọi người có cách trồng và chăm sóc Monstera đúng cách để làm đẹp vẻ mỹ quan và tăng thêm không khí xanh cho ngôi nhà của bạn.